Sau khi sinh đôi hai thiên thần Lisa và Leon, Hồ Ngọc Hà thành mẹ bỉm hot nhất nhì V-Beat khi mỗi bài đăng có các thiên thần nhí đều có lượt tương tác cực khủng. Tuy nhiên, cô lại gặp phải một vài ý kiến cho rằng mang con ra câu like. Sau đó, Hà Hồ đã chính thức lên tiếng. Nổi tiếng là mỹ nhân thẳng thắn của V-Beat nên với những bình luận trái chiều, Hà Hồ luôn sẵn sàng ra mặt đối chất. An Trĩ Vương xua tan nỗi lo bệnh trị táo bón, nên đã có thêm An Trĩ Vương Gel, hiệu quả đã được chứng minh. Mới đây Hồ Ngọc Hà đã đăng lên trang Instagram của mình và tỏ vẻ vô cùng tức giận khi bị cho là lấy con ra câu like. Từ khi sinh hai nhóc tỷ là bé Lisa và bé Leon, cuộc sống của Hà Hồ càng được khán giả quan tâm. Bên cạnh việc cập nhật hình ảnh đời thường lên trang cá nhân, nữ hoàng giải trí còn lập hẳn một tài khoản Instagram cho cặp song sinh và thu về hơn 379.000 người theo dõi chỉ sau thời gian ngắn. Mỗi ngày, Hà Hồ lại chia sẻ rất nhiều hình ảnh, clip về hai con và luôn được khán giả hết lời khen về độ đáng yêu của hai bé. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng xuất hiện những ý kiến trái chiều, cho rằng giọng ca cả một trời thương nhớ đang lợi dụng hai con để câu like trên mạng xã hội. Trước phản hồi tiêu cực này, Hà Hồ đã có màn đáp trả cực thuyết phục ngày sáng sớm. Chia sẻ loạt ảnh hai bé Leon và Lisa, Hà Hồ bày tỏ, cứ đọc mấy cái tin là em lợi dụng con em câu like, em thấy tội nghiệp cuộc sống quá. Mình nhìn khắt khe mọi thứ chi cho mệt vậy, thật lòng mà nói, lượt view, lượt like hay thay đồ chụp ảnh em không còn mang đến nữa. Ai có con thì biết, không có thời gian đâu mà quan tâm, em post show cũng là giữ làm kỷ niệm, âu cũng là cảm xúc, cứ việc mình làm đi các bác. Hãy nhìn nụ cười của con trẻ mà hiểu rằng cuộc đời này cứ vô tư nhìn nhận mọi việc tích cực là tự nhiên nó thanh thản và vui. Nhìn đâu cũng thấy tắc quanh mình là thúi hoắc rồi nè. Mà mấy đứa nhỏ có được yêu thương cũng là niềm hạnh phúc của má nó mà. Không lẽ nó nhiều like hơn em mà em ghét? Kì, thôi em nhảy múa hát ca trong chính cuộc sống của mình đây. Em chỉ mong tất cả chúng ta ai cũng thật khỏe mạnh để quay trở lại cuộc sống bình thường mà làm việc. Dăm ba cái like, cái view nó không vui lâu bằng việc cuộc sống mình có đủ đầy và hạnh phúc thật sự hay không. Những thứ ảo mãi mãi là ảo thôi. Cô thậm chí còn đăng luôn ảnh cưới với Kim Lý trong màn đáp trả anti fan này. Với dòng chú thích, thôi em nhảy múa hát ca trong chính cuộc sống của mình đây. Em chỉ mong tất cả chúng ta ai cũng thật khỏe mạnh để quay trở lại cuộc sống bình thường mà làm việc. Dăm ba cái like, cái view không vui lâu bằng việc cuộc sống mình có đủ đầy và hạnh phúc thật sự hay không. Những thứ ảo mãi mãi là ảo thôi. Màn đáp trả này của Hà Hồ đã nhận được sự đồng tình từ đông đảo khán giả. Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên cô lên tiếng về những bình luận trái chiều liên quan đến các con. Cách đây không lâu, nữ hoàng giải trí cũng từng đăng đàn đáp trả khi quý tử Leon bị chê xấu. Có mấy comment chê cháu xấu, giống người này người kia, chắc mẹ cháu có gì giống họ. Thương và cũng cảm ơn họ, vì anh hai Su Beo ngày xưa cũng bị biết bao nhiêu người chê xấu, giờ lại khen và yêu anh hai. Đúng là ghét và thương nó gần nhau và thay đổi được, nhưng duyên và không duyên là chọn đời trong tính cách. Trước đây, khi Hồ Ngọc Hà sinh Su Beo cũng từng bị chỉ trích là lợi dụng con. Thế nhưng khi đó, Hà Hồ đốc chát không khoan nhượng, tôi không bao giờ đưa con mình ra để làm đề tài cho mọi người. Mạng xã hội là nơi để tâm sự và chia sẻ, không phải nơi để xỉ vả và hạ bệ nhau. Tôi vẫn cầu mong những người ác miệng sau này trưởng thành, đẻ con ra vẫn được thông minh và khỏe mạnh. Xấu đẹp không là vấn đề để tương lai đất nước sáng sủa hơn. Trẻ con là thiên thần, đụng vào tội lỗi lắm, ăn nói cẩn thận để đức cho con. Có thể thấy hai thiên thần bé nhỏ nhà Hồ Ngọc Hà từ khi sinh ra luôn được cộng đồng mạng chú ý. Sự đáng yêu của hai em bé không thể làm bà mẹ như Hồ Ngọc Hà khó lòng cưỡng lại cơn cuồng con. Nên vì vậy việc cô chia sẻ hình ảnh những khoảnh khắc của con cũng là việc vô cùng bình thường và dành cho fan được ngắm các em bé hơn thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ đăng ký và theo dõi những tin tức mới nhất từ kênh Gia Đình Việt nhé!